Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với bản tin thời sự quốc tế trên kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, chính xác nhất về tình hình quốc tế với những điểm nóng được dư luận quan tâm để gửi tới quý vị và các bạn. Bây giờ sẽ là nội dung chi tiết có trong chương trình ngày hôm nay. Ukraine còn lại gì tại Kursk? Lực lượng Ukraine tại Kursk bị cắt làm đôi, phần phía Bắc có nguy cơ bị Nga bao vây, trong khi nhóm quân phía Nam phải nhanh chóng đưa ra biện pháp giải cứu những đơn vị có thể bị mắc kẹt. Ukraine sơ tán dân khẩn cấp. Quân đội Nga đã giành được thêm nhiều lãnh thổ ở Kursk. Hình ảnh định vị địa lý cho thấy lực lượng Moscow chiếm hầu hết làng Lubimovka. Cuộc giao tranh diễn ra chủ yếu dọc theo các khu vực rừng ở phía Bắc. Hoạt động của quân đội Nga theo hướng sông Oskin vẫn rất cao. Ở Kupiansk, chính quyền Ukraine thậm chí bắt đầu sơ tán dân thường. Do những bước tiến nhanh chóng của lực lượng Moscow, xa hơn về phía Nam, Nga công bố đoạn video quay cảnh quốc kỳ nước này được kéo lên ở làng Nep. Quân đội Nga cũng đã hoạt động tích cực tại Torez. Đoạn phim được định vị địa lý cho thấy những bước tiến xa hơn của họ ở trung tâm thành phố. Sau khi Volida thất thủ, lực lượng Moscow cũng đang cố gắng chiếm lãnh thổ xa hơn về phía Bắc. Theo báo cáo từ phía Nga, những tiến bộ nhỏ hơn đang được thực hiện, hoạt động của không quân vẫn ở mức cao. Mũi xung kích tiên phong của quân đội Nga chỉ còn cách Kupiansk chừng 4 km. Các trận chiến đang diễn ra quyết liệt. Theo nguồn tin Ukraine, tại trung tâm Kupiansk, một cuộc sơ tán dân cư bắt buộc đã được công bố. Điều này một lần nữa chứng tỏ mức độ nghiêm trọng của những gì đang xảy ra. Trong những tháng qua, lực lượng Moscow đã thực sự tìm cách phá vỡ tình trạng đóng băng lâu dài, thay đổi cán cân lực lượng ở phía Bắc và phía Nam Kupiansk. Cắt đôi lực lượng Ukraine, Moscow bao vây nhóm phía Bắc. Lực lượng Moscow đã giành lại phía đông Lubimovka. Cùng với đó, tại Kremianoi, quân xung kích Nga tiêu diệt một xe tăng Ukraine. Tại quận Glukovo, không có gì thay đổi về tình hình chiến đấu được ghi nhận. Quân đội Nga đang chiến đấu trên các tuyến tiếp cận Novipud, trong khi đối phương đã tổ chức một tuyến phòng thủ ở phía nam đường dây xe lửa. Theo báo cáo, một xe chiến đấu bộ binh FV-432 BMP đã được phát hiện ở đây. Chiếc xe này trước đó đã phục vụ cho lữ đoàn độc lập của Tổng thống thuộc biên chế quân đội Ukraine. Hiện tại vẫn chưa rõ liệu chiếc xe này có được tái triển khai đến Kursk thuộc biên chế lữ đoàn hay không, hay được chuyển đến các đơn vị khác để thay thế xe bọc thép bị mất. Tại Korenevo, lực lượng Moscow đã xâm nhập phía đông Lubimovka. Điều này được xác nhận bằng cảnh quay từ trung tâm kiểm soát mục tiêu. Các đội hình của quân đội Ukraine đã tấn công Zelensliad không thành công từ Novoivanovska. Đồng thời, con đường giữa Zelensliad và Novoivanovska bị giải mìn, làm phức tạp thêm sự tương tác giữa các đơn vị Nga. Nhóm thiết giáp quân đội Nga đã mất ít nhất một xe bọc thép tại đây. Theo một số thông tin, tại Sedekovo, quân đội Nga đã tập kích ồ ạt một đoàn xe bọc thép quân đội Ukraine đang di chuyển về phía Zelensliad. Cuộc tấn công được thực hiện bằng pháo phản lực Tornado cũng như tên lửa Iskander-M. Có cảnh quay về một trận chiến ở phía tây nam, Korenevo, một xe chiến đấu bộ binh Nga rõ ràng là đã nhầm xe tăng quân đội Ukraine với xe tăng đồng đội. Do đó, nó đã tiếp cận chúng ở khoảng cách nguy hiểm nên bị đối phương phá hủy bằng một đòn tấn công trực diện. Tuy nhiên, nhiều binh sĩ trong nhóm đổ bộ đã sống sót. Họ rời chiếc xe BMP, chiếm giữ các vị trí ở vành đai rừng gần nhất, tập trung tầm nhìn kém của kíp xe tăng quân đội Ukraine. Sau đó, xe tăng đối phương bị phá hủy. Ở quận Suza, tình hình tuyến Komakov-Aromo không thay đổi. Về phía nam, lực lượng Kiev đã phát động một cuộc tấn công ở Lekovo, đánh bật quân đội Nga ra khỏi các vị trí đã chiếm trước đó, gần sông Pisen. Cuộc tấn công đã bị đẩy lùi. Mọi thứ cho rằng lực lượng vũ trang Ukraine ở phía bắc và phía nam bị chia thành hai phần. Phần phía bắc có nguy cơ bị bao vây, buộc lực lượng quân đội Ukraine ở phía Nam phải nhanh chóng đưa ra các biện pháp giải cứu những đơn vị bị mắc kẹt hoặc ngăn chặn quân đội Nga ở phía đông Chekaki-Poretsky. Những ngôi làng này cùng địa bàn gần Suza ở phía đông hiện là vùng xám hơn, nằm dưới sự kiểm soát của cả hai bên. Có vẻ như lực lượng Kiev đã bỏ lỡ cơ hội rút lui tương đối an toàn. Điều này không có nghĩa là cuộc giao tranh sẽ kết thúc ngày mai. Ngược lại, khi khu vực này trở nên bão hòa hơn bởi thiết bị và nhân sự, các trận chiến đang trở nên khốc liệt hơn. Tuy nhiên, không có đường rút lui nào khả thi cho lực lượng Kiev rời khỏi Kursk. Những cơn mưa theo mùa đã biến mặt đất thành bùn. Điều này mang lại cho Nga lợi thế do sử dụng nhiều xe dịch hơn Ukraine.
Nga phá hủy thành công mê cung ngầm của Ukraine dưới lòng pháo đài Donetsk. Nga tiết lộ Ukraine xây dựng mạng lưới phòng thủ kiên cố dưới lòng đất Vuleta, nhưng họ đã phá hủy thành công và giành được pháo đài chiến lược này. Bộ Quốc phòng Nga ngày 17 tháng 10 thông báo, quân đội Ukraine đã tạo ra các công trình kiên cố và mạng lưới đường hầm ở Vuleta, Donetsk, khu vực Nga đã giành được quyền kiểm soát hồi đầu tháng. Trước đó, Nga ngày 3 tháng 10 thông báo, nhóm chiến đấu phía đông của nước này đã giành được pháo đài chiến đấu Vuleta sau khi Ukraine bám trụ ở đây trong 2 năm. Như các quân nhân đã nói, Ukraine xây dựng các công sự kiên cố theo hướng Vuleta và tạo ra một mạng lưới đường hầm và các ụ súng dưới các tấm bê tông, nhưng các binh sĩ Nga từ vùng Plymouth đã có kinh nghiệm tấn công các vị trí như vậy. Ví dụ, họ có phương pháp giải quyết các cứ điểm bằng đạn thả từ máy bay không người lái cho đến khi đạn dược của Ukraine phát nổ. Ngoài ra, theo phía Nga, Vuleta thất thủ là do binh sĩ được Ukraine điều động tới bảo vệ trào lửa này chưa được đào tạo bài bản và chỉ có một số ít kháng cự tới cùng trong khi phần lớn rút lui hoặc đầu hàng. Nga nói rằng phần lớn lực lượng Ukraine ở Vuleta là lính đánh thuê nước ngoài. Trước đây, họ luôn mang theo tài liệu và được huấn luyện tại các căn cứ của NATO, nhưng bây giờ thì không còn như vậy. Họ không có thời gian để huấn luyện quân lính và ngay lập tức đưa họ ra chiến trường. Chỉ huy nhóm tấn công Nga có mật danh Savan cho biết. Lính pháo binh Nga có mật danh Snip chỉ ra rằng quân đội Ukraine thậm chí còn không bắn trả. Họ chỉ hét lên rằng họ không muốn chiến đấu và giơ tay lên. Snip cho biết nói rằng một số binh sĩ Ukraine đầu hàng thừa nhận họ bị ép nhập ngũ rồi được cấp quân phục và ra mặt trận chiến đấu ngay lập tức. Bộ Quốc phòng Nga cho hay nhân sự của các nhóm tấn công Nga liên tục được huấn luyện ở các khu vực phía sau tiền tuyến. Họ xem xét kỹ lưỡng các kịch bản có thể xảy ra của mỗi hoạt động tấn công tại các thao trường. Nga huấn luyện binh sĩ một cách kỹ càng nhằm bảo đảm thiệt hại tối thiểu trên mặt trận. Tất cả những điều này đều được thực hành để đạt được tính chủ động trong phương thức tác chiến. Quân nhân thực hiện các bước chuẩn bị toàn diện cho mỗi nhiệm vụ chiến đấu, huấn luyện viên quân sự có biệt danh Volchara cho biết. Ukraine chưa bình luận về tuyên bố của Nga. Trước đó, Ukraine thừa nhận đã rút lui khỏi Vuleta như một biện pháp bảo toàn lực lượng và khí tài quân sự, nhấn mạnh tính mạng của binh sĩ là yếu tố quan trọng nhất với Kiev. Vuleta nằm ở khu vực phía nam của mặt trận, cách thành phố thủ phủ Donetsk khoảng 50 km và là thành trì chiến lược của Ukraine tại khu vực. Nơi đây từng được mô tả là một pháo đài của Ukraine vì nó chưa bao giờ bị Nga kiểm soát, dù Moscow thực hiện hàng loạt các cuộc tấn công trong những năm qua. Thị trấn nằm ở phía bắc của một ngã tư chiến lược nối đường O0532 về phía Vodino và Kostitianista với đường cao tốc T0509. Do đó, đây là một điểm hậu cần quan trọng với các lực lượng Ukraine bảo vệ sườn phía nam của Kharkov. Ukraine cần có vũ khí hạt nhân hoặc gia nhập NATO. Ông Zelensky hôm 17 tháng 10 nói rằng Ukraine có thể tự bảo vệ mình bằng cách trở thành một quốc gia hạt nhân hoặc trở thành thành viên của NATO. Ông đồng thời tiết lộ đã đưa ra lập luận trên khi trao đổi với cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử năm nay. Phát biểu tại một cuộc họp sau khi trình bày kế hoạch chiến thắng Nga tới các quan chức châu Âu, ông Zelensky cho rằng Ukraine sẽ cần vũ khí hạt nhân nếu không được NATO chấp thuận kết nạp. Quốc gia lớn nào, quốc gia hạt nhân nào đang phải chịu cảnh mất an ninh? Tất cả các nước, không chỉ có Ukraine, ông phát biểu. Sau khi Liên Xô sụp đổ năm 1991, Ukraine được thừa hưởng khoảng 1/3 số đầu đạn hạt nhân cùng cơ sở hạ tầng đi kèm. Năm 1994, Kiev tự nguyện từ bỏ vũ khí để đổi lấy sự đảm bảo an ninh từ Mỹ, Anh và Nga theo bản ghi nhớ Budapest. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, Nga đã nhiều lần nói rằng sự can thiệp của phương Tây và các vấn đề nội bộ của Ukraine đã làm suy yếu hiệp ước trên. Đầu năm 2022, trước khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, ông Zelensky phát đi tín hiệu rằng Kiev có thể từ bỏ cam kết trở thành quốc gia phi hạt nhân. Khi đó, ông phát biểu rằng bản ghi nhớ Budapest khiến Ukraine vừa không có vũ khí hạt nhân, vừa không có an ninh. Trong cuộc họp báo, ông Zelensky cho hay, khi trao đổi với ông Donald Trump, tôi đã nói với ông ấy rằng lối thoát cho Ukraine hoặc là Kiev có vũ khí hạt nhân, hoặc chúng sẽ đóng vai trò bảo vệ, hoặc Ukraine cần tham gia vào một liên minh nào đó. Chúng tôi không biết bất kỳ liên minh nào hiệu quả ngoại trừ NATO, ông Zelensky nói. Ông Zelensky cho biết sự lựa chọn của Ukraine là trở thành thành viên NATO và tuyên bố rằng ông Trump thấy lý do của ông là chính đáng. Ukraine từ lâu theo đuổi mục tiêu trở thành thành viên của liên minh NATO. Kiev thậm chí đưa điều này vào hiến pháp. Ukraine đã nộp đơn xin gia nhập NATO vào tháng 9 năm 2022, 7 tháng sau khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt. NATO đã cam kết đưa Ukraine vào liên minh từ năm 2008, phớt lờ cảnh báo của Moscow rằng
Moscow coi đề xuất này là một mối đe dọa lớn đối với an ninh quốc gia. Theo các quan chức Nga, xung đột Ukraine nổ ra phần lớn do khối quân sự này tìm cách kết nạp Kiev. Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo khả năng Ukraine trở thành thành viên của NATO là mối đe dọa đối với an ninh của Moscow. Ông nhấn mạnh rằng những rủi ro khi Kiev gia nhập liên minh là một trong những lý do khiến Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt. Vào tháng 4, Tổng thống Volodymyr Zelensky thừa nhận Ukraine sẽ không thể gia nhập NATO nếu cuộc xung đột với Nga chưa chấm dứt. Trong khi đó, hôm 16 tháng 10, đại sứ Ukraine tại NATO cho biết Kiev mong muốn được mời gia nhập NATO trước khi Tổng thống Mỹ Joe Biden kết thúc nhiệm kỳ vào đầu năm tới. Cách Mỹ giúp Ukraine sửa chữa vũ khí. Khi gặp vấn đề về thiết bị, các đơn vị tiền tuyến của Ukraine sẽ gửi ghi chú tới quân đội Mỹ. Sau đó, tại căn cứ ở Ba Lan, lực lượng Mỹ sẽ hướng dẫn binh sĩ Ukraine sửa chữa thông qua các cuộc gọi video. Đây là quy trình sửa chữa trực tuyến của quân đội Mỹ để giữ cho thiết bị hoạt động lâu nhất và gần tiền tuyến nhất có thể. Quy trình được áp dụng cho rất nhiều loại trang thiết bị và việc sửa chữa có thể mất từ vài giờ đến vài tuần. Nhìn chung, các binh sĩ hỗ trợ cho biết công việc này đang giúp Ukraine giữ cho vũ khí của họ hoạt động tốt và Mỹ cũng có thể cải tiến cách thức làm việc của họ nhanh hơn. Các kỹ sư tham gia quá trình dành phần lớn thời gian để viết hoặc quay những gì họ gọi là sách trắng, một danh mục các video và tài liệu kỹ thuật được dịch sang tiếng Ukraine, sau đó chia sẻ với các binh sĩ mặt trận. Với những vấn đề phức tạp hơn, quân đội Mỹ sẽ tổ chức các cuộc họp cần thiết với đối tác để giải quyết. Phát biểu tại hội nghị thường niên của Hiệp hội Lục quân Mỹ, đại tá Matthew Alexander thuộc Lữ đoàn Đảm bảo Kỹ thuật số 16 cho biết, Ukraine có 172 hệ thống pháo xe kéo do Mỹ viện trợ. Ngoài các UAV nhỏ kiểu thương mại, những khẩu lựu pháo là một trong những vũ khí biểu tượng của cuộc chiến. Ông Alexander nói, nhiệm vụ sửa chữa thiết bị cho Ukraine cũng mang lại lợi ích cho quân đội. Đầu tiên, những thống kê quá trình này giúp nghiên cứu tốt hơn nhu cầu của tác chiến pháo binh. Ông Alexander cho biết, Ukraine đang giúp phơi bày những nút thắt trong ngành công nghiệp quốc phòng của Mỹ và cách quản lý sự hao mòn vũ khí. Một bài học khác cho quân đội Mỹ là làm thế nào để nhanh chóng khôi phục thiết bị hư hỏng. Trong nhiều thập niên, Mỹ đã không tham gia một cuộc chiến mà hậu cần của họ bị đe dọa. Nó không giống cuộc chiến ở Iraq và Afghanistan. Tuy vậy, kể từ khi chiến sự Ukraine nổ ra, Lầu Năm Góc bắt đầu chuẩn bị cho nguy cơ tuyến tiếp tế của mình bị đe dọa trong trường hợp xảy ra các cuộc xung đột lớn hơn với những quốc gia như Nga hay Trung Quốc. Việc bảo trì từ xa ở Ba Lan là cơ hội để họ kiểm nghiệm khả năng hoạt động trong điều kiện không hoàn hảo. Tuy nhiên, quân đội Ukraine đã có nhiều mức độ thành công khác nhau trong việc học cách sửa chữa vũ khí phương Tây. Họ có thể sửa chữa lựu pháo tốt hơn sửa xe tăng Abrams mà Mỹ viện trợ. Đáp lại, quân đội Mỹ đã cố gắng huấn luyện kỹ lưỡng hơn cho quân nhân Ukraine, tức là không chỉ bao gồm các dịch vụ sửa chữa thông thường.